chào các bác. Ở video clip này em xin test nhanh đôi loa HPM100, đôi loa này chuẩn bị gửi cho khách. Thì rất nhiều bác hỏi là những cái dòng âm ly tối hôm qua em lên sóng các bác, chất tiếng nó như thế nào. Thì đây là em đang vệ sinh một con âm ly Sony các bác nhé. Chiếc âm ly Sony này nó chỉ có hơn 2 triệu thôi. Bác có thể nghe thấy nó đánh vào những dòng em đang làm sạch cái lút, nó đánh vào những cái dòng HPM100 rất là hay các bác. Những đôi HPM100 đẹp xuất sắc nhà em, giá 22.500.000 phục vụ các bác góc cạnh đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Anh em đang vệ sinh để gửi đến các bác, những bác đã đặt hàng. Chiếc mi này chỉ có giá 2.800.000 thôi các bác, hơi bẩn. Nhưng mà đánh cực kỳ hay các bác. Đánh bát cực uy lực luôn các bác ạ. Em đang về rất nhiều những cái dòng loa Pioneer, dòng vừa tiền các bác. Thì đến tối nay em sẽ có một video báo giá loa cũng như là ghép với các cấu hình các bác lựa chọn. Các bác nhớ nhấn nút chuông đăng ký cũng như là bấm chuông theo dõi để cập nhật hàng ngày những video clip bọn em đăng lên về rất nhiều những dòng loa Pioneer F7000 này các bác. Em còn chưa bật đâu lớp các bác. Chưa âm ly đánh cực kỳ mạnh luôn các bác. Ở đây là một trong những dòng âm ly cỏ mà có đèn vu, chất tiếng cực kỳ ngọt và hình thức đẹp mà giá rẻ, chỉ có 2.800.000 các bác nhá. Rồi xin kính chào các bác.